Thưa quý vị, sau một thời gian dài ổn định và tăng giá, thì ngày hôm nay giá lợn hơi một số khu vực tại miền Bắc đã giảm sâu, có nơi giảm 3.000 đồng một kg, còn từ 35 cho đến 38.000 đồng một kg. Tại Thái Bình, sau một thời gian duy trì ở mức cao 40.000 đồng một kg, thì sáng nay cũng đã giảm 2.000 đồng một kg, xuống còn 38.000 đồng một kg ở một số huyện như Kiến Sương, Thái Thụy. Đặc biệt, tại một số tỉnh như Phú Thọ, Thái Nguyên, giá lợn hơi mua tại chuồng giảm sâu 3.000 đồng một kg, xuống còn 35.000 đến 36.000 đồng một kg. Còn tại miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn hơi hôm nay có dấu hiệu hồi phục và tiếp tục đà tăng nhẹ, dao động quanh mức 29 đến 37.000 đồng một kg. Cao nhất tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đạt 36 đến 37.000 đồng một kg. Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk đạt mức 31 đến 32.000 đồng một kg. Thấp nhất là các tỉnh Tây Nguyên như Đắk Nông, Lâm Đồng có nơi còn 29.000 đồng một kg. Tại các tỉnh ở miền Nam, giá lợn hơi hôm nay mùng 9 tháng 7 ở mức 32 đến 33.000 đồng một kg. Thưa quý vị, Hiệp hội Cá tra Việt Nam mới đây vừa thông tin, giá cá tra ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục sụt giảm rất mạnh. Trong khi sức tiêu thụ chậm dẫn đến nguy cơ thừa nguyên liệu, tồn kho ngày càng tăng, tình hình đang hết sức căng thẳng. Tại An Giang, Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ, giá cá tra đã sụt giảm liên tục nhiều ngày qua. Hiện chỉ còn khoảng 19-20.000 đồng một kg, thấp nhất trong khoảng 10 năm qua. Với giá này, người nuôi thua lỗ từ 3 đến 5 triệu đồng mỗi tấn cá. Cũng theo Hiệp hội Cá tra Việt Nam, nguyên nhân là do sau 2 năm giá cá tra duy trì ở mức cao, có thời điểm sốt giá lên tới 37.000 đồng một kg. Người nuôi thắng đậm nên đã mở rộng diện tích thả nuôi, khiến nguồn cung cá tra nguyên liệu tăng mạnh. Cùng lúc xuất khẩu gặp khó khăn, đặc biệt là thị trường Trung Quốc và thị trường Mỹ giảm liên tục từ đầu năm đến nay đã dẫn tới giá rất thê thảm. Do không xuất khẩu được sang thị trường Trung Quốc, tính đến ngày hôm qua ngày 8 tháng 7, toàn xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang tồn đọng trên 3.000 tấn mực. Vâng, thưa quý vị, lượng mực tồn đọng quá lớn khiến cho ngư dân hành nghề câu mực xa bờ và cả các cơ sở thu mua chế biến mực trên địa bàn cạn kiệt vốn. Xã này vừa kiến nghị cấp trên cần phải sớm có giải pháp hỗ trợ để giải cứu số mực tồn đọng này, tạo điều kiện để ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển. Thời gian gần đây, do Trung Quốc yêu cầu xuất khẩu mực theo đường chính ngạch, phải có doanh nghiệp ký hợp đồng kinh tế với các đối tác Trung Quốc và yêu cầu truy xuất nguồn gốc rõ ràng mà không được xuất khẩu theo đường tiểu ngạch như trước. Trong khi địa phương lại chưa có doanh nghiệp nào đủ điều kiện đứng ra thu mua xuất khẩu bằng đường chính ngạch nên lượng mực khô không xuất được sang Trung Quốc. Mực xuất khẩu ở Bình Chánh chủ yếu ở Thái Lan và Trung Quốc, trong đó thị trường Trung Quốc vẫn là chính yếu. Do bị tồn đọng nên giá mực cũng rớt giá, chỉ còn 110.000 đồng một kg, nhưng việc tiêu thụ rất khó khăn. Những thông tin mùa vụ đáng chú ý trong canh tác nông nghiệp. Những phân tích chuyên sâu của các chuyên gia đầu ngành về vấn đề dịch bệnh trên cây trồng, thủy sản, vật nuôi ngay tại hiện trường, hướng dẫn nông dân canh tác theo quy trình tiến bộ kỹ thuật hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao, những kinh nghiệm và sáng tạo của người dân trong quá trình sản xuất và cơ hội giao thương tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp. Tất cả sẽ có trong chuyên mục Cùng Nông Dân Ra Đồng, phát sóng 5 giờ 40 phút thứ tư hàng tuần trên VTC16. Máy móc nông nghiệp, phân bón, thuốc trừ sâu, vật tư đầu vào, giống. Giữa hàng loạt các nhãn hàng được quảng cáo trên thị trường, đâu là nhãn hàng uy tín, địa chỉ tin cậy? Các sản phẩm hữu ích trong quá trình sản xuất nông nghiệp, chúng được sản xuất như thế nào? Những đánh giá khách quan của người tiêu dùng, cách nhận biết hàng giả, hàng nhái. Nhằm giúp bà con nông dân lựa chọn được những sản phẩm tốt nhất, tránh được những rủi ro không đáng có. VTC 16 lên sóng chương trình Nhà nông tin dùng vào lúc 18h50 phút thứ hai hàng tuần, phát lại vào lúc 18h50 phút các ngày thứ tư và thứ bảy. Kính mời quý khán giả đón xem.